Xin được giới thiệu hai đội trưởng là hai gương mặt rất là quen thuộc, diễn viên Vân Trang và Hoa Hiệp. Hồi đó Hoa Hiệp ông ốm đẹp lắm. Từ ngày ông mở quán ăn về ông mập ra. Đâu có phát tướng phát tài mà cứ. Anh đâu có mở quán ăn đâu mà sao cũng mập vậy. Thấy chưa, xuất sắc. Dạ. Anh mở quán rồi. À, anh không mời ghé. Em đâu có biết đâu. Em thấy, thấy là quán hồng con gì đó mà đâu có ai mời em tới ăn gì đâu. Mời là không có tính bill đúng không anh? Em quán nằm đó mình thích mình ghé mình ăn nghe. Ừ, chứ ai phải mời phải tới ăn. Thiệt nhỏ này thiệt tình. Răng khôn, răng khỏe và răng khểnh. Thường thì con phải nhổ cái nào? Cái răng nào mà lung lay nó nhổ. À thì đúng rồi. Ủa? Ủa con em trả lời đúng quá mà anh. Đúng quá mà. Tôi đã nói sai lên. Trời ơi con thông minh quá. Cái gì mà em nóng duy vậy Trang? Em ngồi xuống giùm anh cái đi. Thì lung lay nhổ chứ giờ tôi cãi gì nữa. Hồ ba bể và hồ bị bể, hồ nào lớn hơn? Hồ bể bị bể. Không chính xác. Xui thôi, con em xui. Xui hả? Dạ, xui. Này là do... không biết. Em còn không biết sao không anh biết được. Con ngựa ô là con ngựa trên người nó có bao nhiêu cái ô? Cổ Dân Trang hay phục vụ bài ngựa ô? Có con ngựa, ngựa ô. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Ăn cơm, anh cơm kiểu da. Hay quá. Sơ ri, sơ mi và sơ rê. Cái nào con mặc được? Sơ mi. Hết chưa? Em đứng lên lắc đó, đứng lên lắc đó. Ừ đó, em ơi. Cô Vân Trang không được lên tiếng. Dạ hết rồi. Không diễn xa. Cô Vân Trang. Trời ơi Trang ơi, em diễn đã ra nó hết rồi kìa. Có bốn chân mà không phải là động vật thì nó là cái gì? Cái gì mà có bốn chân mà không phải là động vật đó con? Hòa Hiệp ngồi xuống đi. Hòa Hiệp đừng ngồi lên cái đó nữa, đứng lên đi. Đứng lên nè, là cái gì con? Thôi Hòa Hiệp ngồi xuống lại đi. Rồi, Hòa Hiệp đang ngồi gì con? Thôi Hòa Hiệp ngồi lên nó đau lên, đứng lên đi. Cháu nó chưa hiểu, Hòa Hiệp ngồi xuống đi. Chú Hòa Hiệp đang ngồi trên gì con? Nó không thích nó cái ghế đâu, đứng lên đi. Cái gì con? Ghế. Yeah. Mừng quá. Trời ơi, mừng quá. Cháu mừng nó quá. Biết nha. Cháu nó biết à. Biết đó. Biết rồi nha. Sơ ri, sơ mi, sơ rê. Cái nào mình mặc được con? Không có cái nào hết. Nó bình tĩnh, mình tĩnh, suy nghĩ lại, nó suy thành lên, con suy nghĩ lại. Một cái là sơ ri, một cái là sơ mi, và một cái là sơ rê. Cái nào mặc được? Chú Hiệp ngồi xuống đi, chú Hiệp. Chú Hiệp tăng động quá, chú Hiệp ngồi xuống đi. Đâu biết cái này là cái áo này là cái gì đó. Con bự cái gì, cái đó gọi là cái gì? Rồi, hai chú cháu ra quán cà phê nói chuyện đi, hết giờ. Con chim chép, con cá chép, con tép, con nào là hải sản? Không có con nào hết, tại ba con đó sống ở ao. Không chính xác. Ủa đúng rồi ta. Sao đâu có con nào là hải sản đâu. Chim chép hải sản nha em. Con cá chép cũng hải sản. Tép thật ra là cũng gọi là hải sản luôn đó. Ủa chứ hải cái... hải là sông là biển là phải. Mình nói là hải sản thì thôi nhưng mà thực sự là tất cả những con dưới nước đều gọi là hải sản. Hải là biển mà. Mình phân tích từ ra nhiều khi mình gọi sai đó anh. Mình tra từ điển đi. Mọi người tra từ điển giùm em bây giờ mình đúng sao anh kiếm cho anh được cái từ sông sản á em. Nha thì rồi em gửi cho anh đi rồi anh tính đúng nha cưng nha. Không mình sẽ gọi mấy con đó là mấy cái con thủy sản. Thủy sản, thủy sản. Hay quá. Anh Sam gọi nó nước sản luôn đi. Thủy sản là mấy con nước ngọt. Còn mấy con hải sản là mấy con sống ở ngoài biển. Đúng rồi. Đó con em nói đúng mà. Thì con em nói đúng con à. Còn con chim chép vẫn là hải sản. Giờ anh tép cho em là thủy sản đó. Rồi cho em ngồi xuống luôn đi á. Giờ em đủ sản chưa? Em hết sản chưa? Chuột bạch, chuột đồng, chuột cống, con nào nhỏ nhất? Cho chuột đồng. Không chính xác. Đúng rồi anh, chuột đồng mà nó đẻ chuột con á. Chuột con nó nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con chuột bạch nữa. Đó, cái đó người ta gọi là chuột con. Nè, mọi đứa cho Fitty ra ngoài quán ngồi cái lộn đi. Con chuột bạch đẻ ra nó cũng nhỏ như con chuột kia thôi. Cô đừng có cãi. Cô ngang ngược, cô binh vực bờ, cô bất chấp. Có anh. Con
Thưa quý vị, thời gian đã hết, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Ủa? Hết giờ hả? Ừ, lỗi của em đó. Thua là do cô đó cô Trang. Ừ. Ờ, em bị áp lực lắm á. Nãy giờ mà mấy bé nhà em cứ kêu là hả? Cô ráng lên nha cô ráng lên nha cô. Thiệt, anh hỏi em mấy câu dễ dễ thôi. Anh hỏi em mấy câu dễ dễ thôi. In sao anh hỏi vậy à? Ráng lên nha cưng. Dạ. Anh lo cho em lắm á. Quánh xì đi, quánh xì đi. Một, hai, ba. Đi về đi. Chơi gì mà quánh hoài không được em. Mấy câu trả lời khó lắm. Con chỉ chú đi. Ở đâu con biết người lớn. Không, cháu là người lớn. Là người lớn thôi em mới là. Xấu hổ lắm, xấu hổ lắm, xấu hổ lắm. Ủa, gì vậy? Trời ơi, tôi chưa thi mà đội dân gian làm áp đảo tinh thần của đội trời. Ủa gì vậy trời, mấy ông ngồi xuống. Mấy ông không có tiền đạo ngồi xuống. Xe hơi chở một người và xe hơi chở sáu người đang chạy nhanh, phải thắng gấp, xe nào dễ thắng hơn? Không có xe nào dễ thắng hết trơn. Một người hay là sáu người mà chạy nhanh, thắng gấp cái là cũng gấp à. Nhưng mà xe nào sẽ dễ thắng, dừng lại nhanh hơn? Không có xe nào thắng dừng lại nhanh hết trơn. Tại vì cùng chạy chứ, dừng một người hay sáu người mà thắng gấp cái cũng y chang nhau hả? Thì bây giờ cho là thắng được thì xe nào sẽ dừng lại trước? Thì xe nào mà thắng ăn thì dừng lại trước. Trả lời nghe ngược rồi. Dạ tôi cho là hai cái xe thắng ăn hết á, không có thắng nào hư hết á. Thì hai xe đều dừng luôn. Xe nào dừng trước? Là sao? Mắc mới dừng trước, đâu phải xe nào chạy trước chạy sau đâu mà dừng trước dừng sau. Hai xe cùng chạy một lúc luôn, cùng chạy một tốc độ luôn, cùng thắng luôn, thắng cùng ăn luôn. Xe nào sẽ thắng được trước? Nó là hai xe luôn chứ. Chứ đâu có xe nào dừng trước dừng sau. Anh có thật sự muốn chơi chương trình này không em? Hai chiếc xe hơi, chiếc chở người, chiếc chở sáu người, cùng vận tốc, thắng gấp luôn. Chiếc nào dừng lại trước? Thì hai chiếc dừng một lượt. Không chính xác. Hồi nãy em trả lời y chang vậy đây em, anh thì tuột y chang em. Dễ luôn hả? Ừ. Thông minh dữ vậy hả? Nhưng mà lỡ như cái xe này nó thắng tốt hơn cái bố thắng xe kia là sao? Nãy qua Hiệp nói y chang vậy đó, cãi ngang ngược, cãi y chang nha vậy đó. À, vậy anh cũng đã nói là hai xe thắng như nhau rồi em. Vậy là phải nói ngay từ đầu là động cơ hai xe đều như sản nhau. Xuất như nhau. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, anh hỏi câu hỏi dài nhất dành cho em Trang. Bé Táo có một lốc Christie, 6 chai. Táo tặng cho bạn Cam một chai dâu, tặng cho bạn dâu hai chai cam, tặng cho bạn Nho một chai xoài, và tặng cho bạn xoài hai chai nho. Hỏi có bao nhiêu trái cây tụi bạn vừa rồi? Chết, từ, anh đọc là câu hỏi đi. Anh đọc là câu hỏi bà này. Bà nghe cho kỹ đi, bà nghe có nửa câu là bà bỏ cuộc rồi. Bé Táo có một lốc 6 chai Christie. Táo tặng cho bạn Cam một chai dâu, tặng cho bạn dâu hai chai cam, tặng cho bạn Nho một chai xoài, tặng cho bạn xoài hai chai nho. Có bao nhiêu loại trái cây? Anh đọc lại câu hỏi. Anh đọc lại, em mới đếm được con nữa hả? Mới đếm được con nữa hả? Đi năn nỉ luôn á. Xuống. Có lên đâu mà xuống. Tại vì đừng ghét, đừng cho xuống âm luôn á chứ. Đón xem nhanh như chớp nhí mùa hay lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.